và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction video Minecraft TikTok của Hero Team. Dạ hôm nay có nhiều bạn kêu mình là reaction đi, bởi vì là có gì đó lạ lắm. Cho nên là bây giờ mình sẽ vô reaction nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với video đầu tiên nào. Thì hình như đây là video của Kyron các bạn ạ. Ok, để xem thử Kyron làm gì đây. Cứ mỗi lượt đăng ký của bạn, mình sẽ cho một người trong Hero Team. Có người đăng ký rồi nè. Ok, đăng ký đúng không? Đăng ký nha bạn, các bạn nhớ đăng ký nha. Cứ một lượt đăng ký là cho một người đầu tiên. Nhưng mà sao người đầu tiên lại là tôi? Ủa? Tại sao người đầu tiên lại là tôi? Tôi đang nằm ngủ nè mấy ông. Trời ơi, để coi Kyron sẽ làm gì mình trong Hero Team. Có người đăng ký rồi nè. Đi cho nữa nào. Ông úp bánh kem vô mặt mình các bạn ạ. Yes sir, anh em tốt là đây. Tính ra các bạn là bình thường á, anh em hay quay những cái video TikTok như thế này nè, là anh em sẽ kêu mình lồng tiếng đó, mà bình thường là mình chỉ nghe theo anh em và mình lồng tiếng thôi, mình đâu biết là anh em sẽ làm gì về mình đâu. Hóa ra là bây giờ mình lồng tiếng để mình bị úp cái bánh kem vô trong mặt các bạn à. Cái nè, đi cho nữa nào. Ok, tôi bị úp bánh kem nè. Tôi là bị úp bánh kem vào mặt rồi nè. Còn cái nhà này hình như tôi nhìn là nhà của Sammy nè. Kiểu này là mấy cái dịch sẽ không xong với mình đâu. Cái gì các bạn? Ê mà khoan, từ cho tôi xem lại cái đoạn này. Cái cục này là cái cục gì vậy các bạn? Có thể là có hai cái đi, tôi suy nghĩ có hai kiểu nha. Một á là nó là cái bánh kem sô-cô-la. Còn hai nó là nó là cái cục gì mấy bạn tự hiểu nha. Nó là cái cục gì các bạn tự hiểu đi. Nhưng mà chắc là bánh kem á. Mình nghĩ chắc là cái bánh kem đó các bạn ạ. Cứ nghĩ đó là bánh kem đi. Ok. Sợ chưa? Ủa, bây giờ mình sẽ đi chọn Sim. Đây, từ nãy đến giờ chọn tất cả các thành viên của Hero Team, tôi chỉ đang chờ nó cái đoạn này nè. Chọn mèo Simmy để coi Kyron sẽ chọn mèo Simmy thế nào đây. Simmy mới được. Hay cha. Hello Kai. Ủa, mà Kai đang làm gì vậy? Mấy bạn có biết không? Hiện tại bây giờ là đang là khoảng 1 giờ sáng rồi và tôi đang ngồi quay cái video reaction này. Và 1 giờ sáng rồi vẫn bắt tôi ăn cơm tó là như thế nào? Mình bình thường mình quay video mình hay thả cơm tó quá, cho nên là bây giờ 1 giờ đêm mình bị người ta thả cơm tó ngược lại, cho nên cái này là quả báo rồi, không né được. Ok. Có nên chọn không ta? Nhưng mà các bạn ấn đăng ký nhiều quá. Chọn đi chứ còn gì nữa, người ta đã nhấn vào nút đăng ký rồi. Thiệt, nhấn vào nút đăng ký mà Kyron không cho mèo Simmy nha. Tôi đăng ký rồi nha các bạn. Tôi đã đăng ký kênh của Kyron rồi nha. Bây giờ Kyron mà không cho mèo Simmy là hủy đăng ký các bạn. Hủy đăng ký cho mình. Ok. Thôi, quyết định cho luôn. Quyết định cho. Nhưng mà rốt cuộc lại để cho quả TNT nổ Kyron. Ok, được. Một cái pha gọi là sao ta, thả cơm tó. Nhưng mà người ta lại không biết là đang thả cơm tó. Ok, được. Rồi tiếp nè. Ủa rồi cái gì đây? Sao mà tôi đang thấy có một cái hình ảnh à? Chắc là cái này là cái mà mấy bạn đang nói nè. Là tôi đang cầm cái cây và tôi đang đánh mèo Simmy. Này thì mèo Simmy nè. Các bạn ơi, các bạn bấm. Ủa bộ ở ngoài đời thật với trong game nó khác nhau gì hả ta? Bình thường tôi nhớ là toàn là bà Sim bà hù tôi nè. Tôi mỗi lần bà hù tôi, mấy bạn coi TikTok mà cũng biết bà Sim bà hay hù tôi lắm. Bây giờ trong video thì bà lại để là tôi đang đánh bà. Chẳng lẽ trong mắt hội chem mình là một cái người vũ vui vậy sao? Nút đăng ký trong vòng 3 giây để giúp đỡ mèo Simmy nha. Ủa cái que đâu biến mất tiêu rồi? Hả? Cảm ơn bạn nha. À, và nếu bạn muốn trả thù Phong Cần, hãy bấm nút like trong vòng 3 giây nữa nhé. Tự nhiên hay không, tôi lại trở thành người xấu mấy ông à. Ủa cái gì vậy? Ủa chuyện gì vậy ta? Tôi hiểu tại sao mà video này các bạn lại bảo là lạ lắm rồi. Tôi nghĩ rằng là chắc các bạn thấy rằng là tôi đóng vai người xấu nhiều quá đúng không? Để tôi xem thử video của những người khác coi là tôi có đóng vai người xấu không nha các bạn. Chứ trong video của Sim mà tôi đóng vai người xấu rồi nè. Thể dục thể thao sức khỏe rồi dạ. Video của Camui, để coi tôi có xuất hiện trong đây không nha. Tôi bình thường cũng hay lồng tiếng ở video Camui lắm. Để tôi sẽ làm người tốt hay người xấu nè. Hồi nãy video Sim mà tôi làm người xấu rồi đó. Thoải mái quá. Đằng kia có gì kia? Oh my god, Phong Cận đang bắt nạt Mr. Bean đó hả? Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà, thế nào tôi cũng làm người xấu mà. Phong Cận cày nhà xong mà bắt nạt Mr. Bean nhà nghèo sao tôi... Sai sự thật. Mấy bạn đừng like video này. Mấy bạn hãy unsub cao ui. Ở ngoài này thật là ông Dịch, ông Tàn là ăn hiếp tôi thì có. Chứ ở đó mà tôi ăn hiếp ông Dịch, ông có bao giờ mà để cho tôi gọi là bắt nạt ổng đâu. Ổng không bắt nạt tôi thôi, chứ làm sao tôi bắt nạt ổng được. Sai sự thật. Tại sao trong video mọi người tôi Tàn là người xấu vậy? Không thể chấp nhận điều đó được.
phụ thân tiền quá à. Dịch còn giận dỗi, dịch bỏ đi nữa chứ. Rồi còn cái gì đây? Đồ nhà nghèo. Tôi còn không dám nói ổng là xấu nữa, tôi còn không dám chơi ổng mập nữa ở đó mà kêu tôi nói ổng là đồ nhà nghèo. Trời ơi trời. À, anh Dịch. Và sau đó anh Dịch sẽ kiểu rời khỏi tim đi. Cút. Đó, nó sẽ là như vậy đó bạn. Chứ không có chuyện mà giống như trong video mà Dịch khóc, Dịch bỏ chạy đâu nha, không có chuyện đó đâu. My God, Phong Cảnh đang bắt nạt Mr. Vịt đó hả? Phong Cảnh cày nhà giàu mà bắt nạt Mr. Vịt nhà nghèo sao? Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Thân thiệt quá à. Vịt khóc luôn rồi kìa. Không được, phải tìm lại công lý cho Vịt. Dịch khóc luôn rồi kìa. Đúng là bạn thân với nhau ha. Vịt mới được. Các bạn hãy ấn một like để con vui trừng phạt Phong Cảnh thay Mr. Vịt nha. Các bạn có 3 giây để làm điều đó. 3, 2, không nhấn like, tôi không like. Thấy chưa? Đau chưa nè, chết chưa nè. Nhưng mà chưa xong đâu. Bạn hãy ấn đăng ký để trừng phạt tiếp theo nha. Và các bạn có 3 giây để làm điều đó. 3, 2, 1. Những kẻ xấu sẽ bị trừng. Đoạn cuối mới là đúng nha các bạn nha. Đoạn đầu là không đúng nha, đoạn cuối mới là đúng nha. Là bà Ca Mui với ông Dịch hay ăn hiếp tôi lắm. Chứ không có chuyện mà tôi ăn hiếp được ông Mr. Dịch đâu nha. Đầu tiên sẽ là cảnh Phong Cận đang uống nước, sau đó chọi cái chai vô đầu của Dịch. Và sau đó Dịch sẽ làm gì? Dịch không có chuyện mà. Oh my God, Mr. Dịch khóc rồi kìa. Không có chuyện đó đâu các bạn ạ. Mà Mr. Dịch sẽ như thế này nè. Đó, sẽ là như thế này nè. Tôi chọi cái chai vô đầu ổng là ổng sẽ chọi luôn cái cục gạch vô đầu tôi á. Trời ở đó mà ổng khóc rồi kìa. Trời ơi trời. Những kẻ xấu sẽ bị trừng phạt như vậy đó. Nên là các bạn đừng bắt lạt người khác, đặc biệt. Những kẻ xấu sẽ bị trừng phạt vậy đó. Tôi xấu rồi đâu. Có thể là mặt tôi xấu đi, có thể là khuôn mặt của tôi xấu, nhưng mà không có nghĩa là tính cách của tôi xấu. Ok, tôi là người hiền lành nhất tim. Ok. Trời ơi trời. Thật như vậy đó, nên là các bạn đừng bắt lạt người khác. Nên là các bạn đừng bắt lạt người khác nha. Bắt nạt nha Mui nha. Bắt nạt nha chứ không phải bắt lạt nha. Đặc biệt hơn là nhớ bảo vệ môi trường nha. Đúng rồi. Trời. Yeah, vậy là hai video tôi làm người xấu rồi đó. Để coi video tiếp theo coi. Đất ơi, ai cứu tôi với. Tại sao vậy? Mọi người à, tôi... Ủa, Hero Team à, mọi người xem video, mọi người hãy xem video này. Mọi người hãy trả lời cho tôi một câu hỏi đi. Bộ tôi xấu xa lắm hả mọi người? Bộ tôi là một kẻ ác trong mắt mọi người hả? Sao lần nào tôi cũng đóng vai người xấu vậy? À, dám chơi tôi là người xấu trai nhất thế giới hả? Xấu trai vậy? Nè, xấu trai nè, bạn sợ chưa? Ôi không, Simi sắp... Video của Sammy. Video của Sammy mà Sammy cũng cho tôi làm người xấu luôn. Bị rơi rồi, nếu các bạn muốn cứu Simi, hãy nhấn nút đăng ký trong vòng 3 giây. 3, 2, 1. Để coi tôi bị gì đây. Cảm ơn chị nha. Và nếu các bạn muốn chào thù Phong Cận thì hãy nhấn nút like trong vòng 3 giây nha. 3, 2, 1. Ủa gì vậy? Tôi đã làm người xấu trong 3 video rồi. Bây giờ sẽ đến lượt video của Kairon. Để coi video Kairon tôi sẽ là người tốt hay người xấu đây. Cây nắng chưa chen gì đông đã xe. Kairon chắc chắn là tôi phải là người tốt rồi. Trời đất ơi, ông vui tỉnh dễ sao. Simi đang đi cùng ai đó? Tên này nhìn quen quen. Nếu các bạn nghĩ đây là Khứa Áo Xanh thì đừng quên ấn đăng ký. Còn nếu các bạn nghĩ đây là Phong Cận thì đừng quên ấn. Vẫn là Phong Cận. Vẫn tiếp tục là Phong Cận. Tại sao? Tại sao? Không phải là Mr. Dịch tay Siro mà vẫn tiếp tục là Phong Cận vậy? Tay nha! Chỉ có thể là một trong hai người này thôi! Kẻ nào cơ chứ? Nè cái tên kia! Tên kia! Mặt nạ của người ra! Ai đây? Ai? Là Khứa Áo Xanh. Không sao, ít ra không phải là mình. Ok, không sao hết, ít ra không phải là mình các bạn ạ. Giờ phải chọn nút nào ta? Hả? Cứu anh nha Sam ơi! Sam ơi, cứu anh! Sam ơi, cứu tôi nè! Bên này nè Sam ơi! À, video này Sammy sẽ phải chọn một trong hai nút. Nút cứu mình hay là cứu Siro. Trời, Sammy là bạn gái của tôi thì tất nhiên Sammy phải chọn cứu tôi rồi. Chứ lẽ cứu Siro đúng không? Trời, Sammy của tôi đáng yêu quá. Để xem thử nè. Chọn ai bây giờ? Nếu các bạn muốn cứu Siro hãy nhấn nút đăng ký trong vòng 3 giây. 3, 2, cứu Phong Cận chứ. Ủa, phải cứu Phong Cận chứ. Ủa phải cứu Phong Cận chứ, tại sao lại cứu Siro chứ? Ngay bây giờ tôi sẽ viết một cái tờ đơn để tôi xin nghỉ việc. Tôi sẽ không làm YouTuber nữa. Tôi sẽ về quê trồng cá, trồng rau và nuôi cá.
Tôi sẽ không làm YouTuber, xin phép anh dịch cho em rời khỏi Hero Team. Mọi người xem em giống như là kẻ ác độc, bây giờ Sammy cũng không thèm cứu em luôn. Trời ơi. Ok, tí nữa gửi đơn cho dịch. Ủa, rồi, còn tôi sao? Đúng rồi, còn tôi sao? Chết, tôi quên. Nếu các bạn muốn cứu phát... Mấy bạn nghe bà nói câu gì không? Chết, tôi quên. Ủa, tại sao Siro bà không quên mà bà quên luôn bạn trai của bà vậy? Tại sao bà quên luôn bạn trai của bà vậy? Tôi là bạn trai của bà đó. Tại sao bà lại nhớ đến Siro mà bà quên luôn bạn trai của bà là sao? What the hell? Nếu các bạn muốn cứu Phong Cần, hãy nhấn nút like trong vòng 3 giây. 3, 2, 1. Nhấn cả hai nút luôn. Là cái nút đó là để mở cái cửa ở bên dưới chứ không phải là để cứu. Ok, thôi ít ra vậy cũng được. Thà không cứu ai chứ ông bà mà cứu Siro bà không cứu tôi mới buồn nè. Cứ mỗi lượt đăng ký của bạn, mình sẽ tỏ tình một thành viên trong Hero Team. Cứ mỗi lượt đăng ký là sẽ tỏ tình một người. Ok, tỏ tình Sammy nè. Hoa hả? Dễ thương vợ, cảm ơn nha. Hoa nè. Ây da. Nghĩ sao vậy? Đúng, Sammy làm như vậy là đúng. Trời, chứ Sammy mà nhận hoa là coi như là xong với Phong á. Phải đấm Cairo như vậy, hiểu không? Cả môi nè. Tặng hoa cho tao. Ai làm chị của BTG, tặng hoa cho chị nè. Gì hả? Đi ra cho chị nè. Tặng hoa quá vậy? Hello baby. Cái gì mà ghê dữ vậy? Chả một ai quan tâm mình cả. Ủa? Sao lại là tôi nữa? Tại sao tôi lại xuất hiện nữa? Đừng có nói bây giờ ông tặng hoa cho tôi là tôi nhận nha. Phong kìa. Ủa, có chuyện gì mà buồn với Phong? Phong ơi, tặng cho mày nó hoa nè. Ủa, cái? Ủa, gì vậy? Tôi trở thành kẻ ác độc, kẻ xấu xa, người không được lựa chọn. Rồi bây giờ tôi lại còn trở thành chúa hề trong video của mọi người nữa. Nhìn cái mặt của tôi đi. Ủa, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng chơi một thử thách nha. Nếu các bạn xem hết video. Buồn cười thiệt, à không, buồn thiệt, đau lòng chứ phải là buồn cười nữa. Coi lại đoạn đó xem. Trời. Ủa, ơi, Phong kìa. Ủa, có chuyện gì mà buồn với Phong? Phong ơi, tặng cho mày nó hoa nè. Ủa, cái? Ủa, gì vậy? Ủa, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Bây giờ mình sẽ thử diễn lại cái cảnh đó nếu như ở ngoài đời thật sẽ như thế nào nha. Sammy lấy hết tiền của tôi. Ủa, tặng hoa cho tôi hả? Cảm ơn nha. Nó sẽ là như vậy đó bạn, nó sẽ là như vậy đó các bạn. Em ơi ghê quá, bản thân tôi còn nổi da gà mà. Thôi quá đủ rồi, tôi nghĩ là quá đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ reaction video của Hero Team nữa. Mọi người quá là ác độc với tôi, mọi người cho tôi vào mấy cái vai xấu không à. Nhưng mà nếu như bạn nhấn vào nút like video này thì chắc chắn mình sẽ làm tiếp phần tiếp theo. Nhớ nhấn vào nút like và đăng ký kênh nha. Nói chung là tôi chịu fan thôi. Nếu như fan nhấn like nhiều thì tôi còn reaction tiếp. Chứ không thôi là tôi cảm thấy tôi không muốn reaction những cái video mà làm tổn thương cái trái tim của tôi như vậy. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.